là một bước ngoặt đánh dấu lại, đánh dấu sự trở lại phim trường của em sau khoảng hơn 3 năm em tạm ngưng công việc đóng phim. Và khi mà nhận được lời mời từ anh Lý Hải, từ bộ phim Đường Học Xấu, thì em cũng có suy nghĩ và đắn đo rất là nhiều. Bởi vì đương nhiên là phim thì sẽ có những phân đoạn hơi nóng bỏng một chút. Cho nên là trước khi mà nhận được những cái vai đó thì em đã phải ngồi trao đổi và bàn bạc với lại anh Lý Hải rất là nhiều để tìm cái hướng đi chung. Và cũng rất là may mắn là anh em làm việc với nhau rất là thuận lợi, và em đã khởi quay được phim đó và đã hoàn thành trong tháng 10 vừa rồi. Thì khoảng vào ngày 28 tháng 4 sẽ ra mắt, và hy vọng tất cả các anh chị phóng viên sẽ hỗ trợ em. Tại vì đây có thể nói là mặc dù em làm nghệ thuật rất là lâu rồi, tính đến nay đã là năm thứ 12, 13 rồi, tuy nhiên có thể nói đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của Ngọc, sẽ cho mọi người thấy một cái nét rõ ràng hơn về Ngọc. Tại vì thật ra em thấy đa số mọi người sợ tên em trên Google toàn thấy chuyện đời tư không à, không có thấy về những cái hoạt động nghệ thuật của em gì hết. Cho nên là em rất mong là kể từ năm 2023 trở đi, khi mà mọi người sợ tên thì Ngọc Ngọc thì mọi người sẽ chỉ thấy những dự án nghệ thuật của Ngọc thôi. Lúc rồi đây cũng là một câu chuyện mà khi mà ngay lúc đầu mà Huy vào làm việc với Ngọc á, thì thật sự là Huy giống như kiểu năng lực luôn mọi người. Cái này thì trong công việc kinh doanh á, thì rất là sôi nổi, nhưng mà về cái vấn đề loại về một cái thời đại này cũng nói chung là kiểu chấp nhận á, cảm thấy mình an phận á, thì Huy thì không chịu như vậy. Một khi đã làm nghệ sĩ rồi mà đặc biệt với vai trò là điều không để Huy lúc nào cũng đang bị rồi làm này làm kia đi làm này làm nọ đi, cuối cùng cũng chịu nhận lời một số bộ phim, thì trong đó có phim là Bạc Sáu của Lý Hải, là một cái ngày mà nhỏ bị báo lên anh ơi em tham gia là Bạc Sáu này nha. Rồi mình qua một cái luôn, thật sự là Huy cảm thấy rất là mừng luôn. Huy cái nhắn như với bé là thật sự là gọi không, anh không tham gia phim này mà thật sự giống như kiểu mà anh là người được tham gia phim này vậy đó, mình đến mức độ như vậy luôn mọi người. Bên cạnh đó thì còn có những dự án nghệ thuật khác giống như là âm nhạc thì mình sẽ chia sẻ luôn cho mọi người. Về ngoài dự án phim ra thì khoảng cuối năm nay em đã quyết định rằng mình sẽ đột phá mình hơn một chút, đó là em sẽ tham gia qua một mảng về âm nhạc nữa. Mặc dù em đã tụ rất là lâu rồi, và giống như các anh chị có thể thấy là em hoàn toàn có thể debut ngay từ khi mà em tham gia chương trình Trời Sinh Một Cặp. Tuy nhiên thì đối với bản tính cá nhân con người của em thì làm bất kỳ một cái việc gì em cũng phải cần phải có một cái sự đầu tư chỉnh chu, cũng như là chuẩn bị kỹ về giọng hát, kể cả về những cái dự án của mình. Cho nên là sau đó em đã phải đi học hát, em đã đi học hát mất 2 năm, và cho đến thời điểm này thì em cảm thấy rằng giọng hát của mình cũng đã có tiến bộ hơn ngày xưa, cho nên là em mới có thể hài lòng về bản thân mình để mà ra những cái sản phẩm âm nhạc. Thì cách đây 1-2 tháng thì em cũng đã cho ra mắt 2 bài nhạc cover. Tuy nhiên vào khoảng ngày 28 tháng 12 này thì em sẽ cho ra mắt thêm một bài hát nữa là bài Nhạc Hoa Lời Việt. Bài này sẽ là một cái bài mút bài rất là vui và rất là phù hợp với các bạn nào chuẩn bị đám cưới mà đang yêu nhau. Và em nghĩ rằng cái bài hát này cũng sẽ rất là phù hợp với mùa lễ hội mùa cuối năm. Ngoài ra thì bắt đầu vào khoảng từ đầu năm 2023 thì em sẽ có một loạt các bài hát mới, và em sẽ chính thức được thông báo rằng kể từ năm 2023 thì em sẽ debut đi hát và làm ca sĩ. Có nghĩa là bây giờ là chưa được gọi là ca sĩ mà diễn viên đúng không? cái sản phẩm sắp tới ngày 28 tháng 12 này mình ra mắt thì ngoài cái câu chuyện mà dễ thương phù hợp với đám cưới này nọ thì Dì Bảo Ngọc có phối hợp cùng với bạn nào đó trong cái video này đúng không? Dự án lần này thì em sẽ hợp tác với bạn Nhâm Phương Nam, cũng là một cậu em đã từng tham gia với em trong chương trình Trời Sinh Một Cặp. Thì đại khái em làm đoạn nhạc này là bởi vì thực ra cũng từ chính bản thân em thôi. Và em nghĩ rằng trong thâm tâm con người, bất cứ ai cũng đều có những mong muốn, đó là tìm được một tình yêu đẹp cho mình. Cho nên đó, bài hát này ra cũng là một cái thông điệp tích cực. Em muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người rằng chúng ta có thể có tình yêu chậm, nhưng mà
xứng đáng thì nó cũng sẽ xứng đáng cho mình chờ đợi, đúng không ạ? Thì đó là một trong những cái thông điệp khi mà em làm bài hát này. Hy vọng là ngày 28 sắp tới, bài hát này khi mà được e trên tất cả các nền tảng thì sẽ được tất cả các anh chị đón nhận. Cảm ơn Ngọc, cảm ơn các anh chị.